Dạ các bạn, nay mình lại tiếp tục vẽ càng con rết cho mọi người cùng xem nữa nha. Không, đầu tiên là bắt con rết ra khỏi chai trước nè, kẹp phần đuôi nó lôi ra thôi. Còn nếu mà khó quá nhớ gấp miếng bông gòn ra trước, tại bông gòn nó cứng nên nó khó ra rồi. Sau đó cứ dốc nó vào cái hồ, nhưng mà kiếm hồ cao nha, hồ mà thấp quá là nó phóng ra liền luôn á. Cái chậu trên nó ra rồi không? Sao vô? Cái thau chặt đồ không? Nó ra được không? Miễn sao là cái thau chiều cao, cái thau đó phải dài hơn cái chiều cao của nó. À vậy hả? Tại vì nó đứng rồi mà nó bám được chúng cái thành hồ rồi. À, nó lao ra rất là nhanh. À đúng rồi, đúng rồi, đúng lúc rồi. Đó là chú không bắt được nó luôn á. Đúng rồi. Tại trong hồ này còn kiểm soát được, chứ mà ra khỏi nền nhà nữa là nó chạy nhanh lắm. Cắt cái nào này nó phải ấu luôn cả rồng nữa. Đây nè, cái độc nè, chú thấy không? Không. Đó, cái độc nó đang cố gắng nó cắn vào cái nhíp á. Chỉ cần cắt được cái độc đó là được. Như là lúc mà bắt nó cứ kẹp chặt vô không sao á. Con này kẹp chặt nó không chết, mà kẹp và lỏng lỏng tay á. Đó. Đó, như vị trí này kẹp là chưa có gần đầu á, nên thành thử nó còn quay lại nó cắn được. Làm sao mà kẹp gần vị trí đầu á là nó sẽ không có cắn mình. Nói chung là mỗi lần mà cho cá ăn, cho cá rồng ăn là vui lắm. Đặt nó xuống dưới nền nhà nha. Chết cha mẹ mẫu rồi. Cái đuôi nó ấy vô có sao không? Cái đuôi nó ấy vào nó quắp vào thịt của mình thôi. Nó có thể có khả năng làm cho mình bị thương thôi. Đó, lúc này các bạn thấy hai cái càng của nó nè. Cứ bè ra rồi là cứ cắt thôi. Chỉ cần cắt được hai cái càng này là vô hiệu hóa đó. Nhớ là cắt kỹ nha. Rồi xong. Rồi con rết được chưa đi quá. Ủa cái chai đâu rồi? Rồi chú ra ngoài chứ, chú dập dập cho nó ra hết.